Báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản trong tháng 4 của Hội Môi giới Bất động sản cho thấy tổng giao dịch bất động sản đạt 6.200 sản phẩm, tăng 8% so với quý 4 năm 2023 và tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ đạt gần 50%. Các dự án mới ra hàng đều có tình hình giao dịch tốt. Một số dự án đất nền ghi nhận tỷ lệ hấp thụ 100%. Nhu cầu đầu tư bắt đầu được cải thiện trên thị trường thứ cấp. Nhưng người mua phần lớn vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, chỉ có khoảng 40% quyết định mua. Tuy nhiên, thời gian gần đây cho thấy có hiện tượng giá căn hộ chung cư, đất nền thổ cư tăng chóng mặt cục bộ ở một số khu vực. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục leo thang, nhất là các căn hộ đã bàn giao xong sổ hồng. Trong đó, giá bán căn hộ mới tăng 19%, đạt trung bình 56 triệu đồng một mét vuông, chưa gồm thuế VAT và phí bảo trì. Giá nhiều tòa chung cư cũ cũng nâng giá tăng 17%, mức cao nhất từ trước đến nay. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng 3% so với cuối năm 2023. Nhiều chuyên gia nhận định mức giá bất động sản tăng chóng mặt trong thời gian ngắn là không có cơ sở, có dấu hiệu tác động, tạo thông tin nhiễu loạn từ các nhóm đầu cơ đẩy giá, thổi giá nhằm trục lợi. Đáng nói tại thị trường nhiều khu vực có sự tấp nập giao dịch bất động sản với giá cao, nhưng giá các bất động sản đó không phản ánh thật sự thực trạng thị trường. Và người mua bán cũng không phải nhà đầu tư, mà là những màn kịch được dựng lên để tạo ra thị trường giả nhằm lôi kéo thu hút những nhà đầu tư nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, kinh nghiệm. Biểu hiện thao túng lũng đoạn thị trường bất động sản đã được chỉ ra với nhiều chiêu trò tinh vi của giới đầu cơ môi giới, như các thông tin về giao bán chung cư xuất hiện liên tục và dày đặc trên các trang mạng xã hội và bị đẩy giá lên quá cao so với giá trị thực. Do đó, người mua nhà cần tỉnh táo để không sập bẫy chiêu trò đẩy giá bóp méo thị trường. Một số cái nhóm có thể gọi là nhóm môi giới hoặc là nhóm lợi ích hoặc nhóm gọi là lái đấy, lái họ đang thổi giá, họ đang có thể là thổi lên để cho giá tăng lên. Khi mà thổi cho cái nền giá của bất động sản tăng lên ấy, thì về cơ bản là họ đã găm trước những cái bất động sản khu vực lân cận hoặc xung quanh hoặc là chính trong cái phân khúc đó, và khi mà thổi giá lên thì người khách hàng họ không mua ở những cái khu vực cao đó nữa thì họ sẽ mua ở khu vực mà thấp hơn một chút. Thì ở cái khu vực thấp hơn một chút đó chính là bất động sản, là hàng của những cái nhóm lợi ích, của những cái nhóm gọi là môi giới nó đang thiếu tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thương trường Pháp luật của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong khi thị trường bất động sản vẫn còn không ít khó khăn, thì nhiều nơi giá căn hộ, đất nền lại tăng một cách bất thường. Vậy có hay không các chiêu trò thổi giá ảo bất động sản? Trong chương trình hôm nay, với sự có mặt của hai chuyên gia sẽ cùng chúng tôi làm rõ hơn về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Chào MC và chào quý vị khán giả Đài Truyền hình Nhân dân. Và luật sư Hà Công Tâm, Chủ tịch Công ty Luật One Key and Partners, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, xin được chào MC và khán giả của Đài Truyền hình Nhân dân. Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, thời gian gần đây giá bất động sản, giá nhà chung cư, đất nền tăng đột biến, và đây có phải là hiện tượng thổi giá ảo của bất động sản của một nhóm lợi ích nào đó không? Trong suốt một cái quá trình kể từ tháng 5 năm 22 cho đến cuối năm 23 thì thị trường bất động sản rõ ràng đã đi qua một cái thời kỳ cực kỳ khó khăn. Mọi hoạt động phát triển, đầu tư, kinh doanh, mua sắm trên thị trường đều sụt giảm rất nghiêm trọng, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng cuối năm 22 và những tháng đầu năm 23. Và sau những cái sự nỗ lực của chính phủ, đặc biệt là thông qua và phê duyệt 4 cái bộ luật có liên quan đến các hoạt động của nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản, đó là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và luật tổ chức tín dụng, thì chúng tôi cho rằng là nó đã tạo ra một cái niềm tin và nó thúc đẩy thị trường bất động sản đang, tức là vượt qua những khó khăn, bắt đầu hồi phục trở lại. Tuy nhiên thì trong cái tốt đó thì chúng tôi lại thấy rằng có một số những cái hiện tượng không bình thường, là cái giá bất động sản như MC vừa nói, và trong đó có cái giá căn hộ của khu vực Hà Nội, nhiều cái dấu hiệu cho thấy giá tăng đến 40-50%, thậm chí là còn nhiều hơn. Chúng tôi cũng đi khảo sát đánh giá một cách cụ thể, thực tế, sát sự thực nhất, thì cho chúng tôi thấy là cái số liệu là các cái giao dịch ở những cái khu vực mà có biến động giá bất thường thì gần như không có. Cho nên chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái hiện tượng đang có cái dấu hiệu của sự đẩy lên, thổi lên, tác động từ một nhóm lợi ích nào đó để tạo ra cái việc là tăng cái mặt bằng giá của, nói chung của cái khu vực, của thị trường Hà Nội, để tạo ra cái lợi ích cho các cái mục tiêu khác
chứ không phải là ở các cái dự án đang chào bán đó. Tức là khi mà giá tăng mà không có giao dịch, tức là nó đang hình thành dần dần như một thị trường ảo, một cái bong bóng. Mà đã ảo, đã bong bóng thì lại rất là nguy hiểm. Bởi vì ảo và bong bóng thì có một thời điểm nó sẽ đổ, nó sẽ nổ vỡ, và nó nổ vỡ thì nó sẽ tạo ra cái hệ lụy. Chúng ta phải rất cảnh giác trong các cái chiêu trò mà nó không tác động tích cực tới thị trường, nó có thể gây ra những cái nguy cơ không tốt cho thị trường trong cái bối cảnh thị trường vừa mới trải qua một giai đoạn nguy khó, nếu như không muốn nói là bạo bệnh. Thưa luật sư thì tại sao giá nhà chung cư và giá đất nền lại tăng một cách đột biến ạ? Và nếu có hiện tượng thổi giá thì họ đã thổi giá bằng hình thức nào ạ? Để lý giải cho cái câu chuyện và tăng giá trong cái thời gian vừa qua đó, thì nó có một số cái nguyên nhân như này. Cái thứ nhất là chúng ta đang chứng kiến cái sự vận hành của thị trường bất động sản theo cái chu kỳ của nó. Tức là sau một cái thời kỳ thị trường bất động sản đóng băng, thì bây giờ đang bắt đầu vào cái giai đoạn là phục hồi, và sau đó đến giai đoạn tăng trưởng bởi một số những cái tác động về mặt điều tiết chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước, trong đó có cái chính sách liên quan đến tài chính tiền tệ cũng như là bất động sản. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do nó dẫn đến là giá bất động sản nó tăng. Cái lý do thứ hai tôi cho rằng cũng rất quan trọng, đó là như chúng ta chứng kiến cái thời gian vài năm vừa rồi đấy, thì những cái dự án mà đủ điều kiện cấp phép và được triển khai rồi sau đó để mà xây dựng và ra hàng để bán là rất 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 là ít. Và điều này nó dẫn đến cái việc là nó mất cân đối giữa cái cung cầu. Tức là nhu cầu thì rất lớn nhưng nguồn cung thì lại không có nhiều. Vừa rồi chúng ta thông qua được cái luật kinh doanh luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản, thì có một cái xu hướng tâm lý bị cuốn theo, đó là cái tâm lý là khi mà luật mới thay đổi và điều chỉnh cái khung giá đất tiệm cận với giá thị trường, cũng như là các cái chính sách về thuế nó có thể tác động đến một số cái đối tượng đất đai, nó dẫn đến cái tâm lý là sợ giá đất bị tăng, cho nên cái xu hướng là gì, đi mua gom, đi mua trước, nó cũng dẫn đến là cái việc là cái số lượng người đi mua nó nhiều lên. Và một cái thực tế nữa mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là gì, có một bộ phận không nhỏ các cái nhà môi giới bất động sản hoặc các cái cá nhân môi giới bất động sản, họ có những cái chiêu trò làm tăng giá bất động sản, ví dụ như là thổi giá, ví dụ như là tạo các cái cơn sốt ảo, tạo nên cái sự khan hiếm ảo. Đấy, nhưng thực tế giống như anh Đính phân tích, tức là giá thì có tăng, sốt thì có, sốt đề nghịch có, nhưng tuy nhiên thì câu chuyện là gì, cái giao dịch nó có hay không, giao dịch thực tế nó có hay không. Vâng, theo luật sư thì luật sư có cho rằng đang có một ai đó hoặc một nhóm lợi ích nào đó đang thao túng những chiêu trò thổi giá ảo bất động sản không ạ? Tôi cho rằng để mà nhận định có ai đó hoặc một nhóm lợi ích nào đó đứng ra thao túng cái câu chuyện này thì đây là quả là một cái vấn đề rất khó khăn để chúng ta có thể đánh giá hoặc nhận định. Tuy nhiên tôi xin phép được chia sẻ ở dưới một cái góc độ, tức là như chúng ta biết là gì, cái việc mà những cái doanh nghiệp bất động sản mà có khả năng dẫn dắt thị trường đó, thì họ trước đây họ, nếu như những cái doanh nghiệp là họ làm ăn thực sự là họ tuân thủ đúng các cái quy định của pháp luật, đúng các cái quy hoạch từ các cái vị trí mà họ đã có, họ tuân thủ các cái quy định như vậy, và kết hợp với cái việc là họ có mạnh về mặt tài chính, họ có hậu thuẫn về mặt tài chính, một cái nguồn lực tài chính nào đó ở cái thời điểm này, thì những cái dự án của họ đủ điều kiện để mà triển khai và có những cái sản phẩm họ ra đời, thì đây là một cái lợi thế của họ. Và họ có thể điều tiết được thị trường mà họ dẫn dắt thị trường. Thì cái câu chuyện là tăng giá, câu chuyện mà giá cao, đó là cái câu chuyện hết sức bình thường. Và ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Những doanh nghiệp, những nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, họ có tiềm lực về mặt tài chính thực sự. Đấy, thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà họ có lợi thế để dẫn dắt thị trường. Đấy, và tạo ra những cái giá họ mong muốn. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, theo ông thì khi mà giá đất nhảy múa liên tục thì sẽ nảy sinh ra những hệ lụy nào cho thị trường và cho cả người mua nữa? Trước hết để trả lời câu hỏi của MC thì tôi cũng muốn bổ sung cái quan điểm của luật sư. Ở đây phải khẳng định rằng thao túng tác động và làm cho cái thị trường nó đi theo một cái xu hướng mà có lợi cho một bên nào đó ấy, thì vừa rồi quan điểm của luật sư cho rằng là phần lớn do các cái lực lượng môi giới, thì tôi thì lại
có cái suy nghĩ khác. Môi giới họ không đủ năng lực để tạo ra cái sự khác biệt của thị trường đâu. Vậy ai thao túng ạ? Thế thì tôi cho rằng là thường thì là các cái những cái tập đoàn lớn, những cái chủ đầu tư nó có những cái mong muốn trong cái việc các, xác định các cái giá trị mà mình đang định đầu tư ở những cái khu vực, và họ là những người định giá chứ không phải là nhà môi giới, mà chủ yếu là những cái dạng chủ đầu tư theo cái định hướng ăn nhanh ăn sổi, đầu cơ là chính. Những nhóm đầu cơ này thường là chỉ thích tạo ra sóng. Đấy, mà tạo ra sóng thì chính là phải tạo ra các bước giá, nó sóng càng cao thì giá nhảy càng cao, và như vậy sẽ tạo ra một cái tính lợi nhuận hấp dẫn trong từng cái phi vụ đó. Họ truyền tải các cái thông điệp ấy đến các cái nhà đầu tư mà yếu kinh nghiệm, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, và rất dễ bị lôi cuốn và tham gia vào, nó trở thành một cái đám đông. Và trước khi để tạo ra đám đông thì có thể môi giới lại tiếp tay cho những cái nhóm đầu cơ này, thì cái câu đoạn này là môi giới có lỗi. Họ rất dễ bị xa vào cuộc, vào trong những cái cuộc để cùng nhau tạo ra một cái thị trường giả, thị trường mua bán mua sắm nó không đúng. Thì cái này có phần tiếp tay của các môi giới, mà các môi giới này cũng là những môi giới không chuyên, thường hoạt động tự phát và không tuân thủ các quy định pháp luật. Còn đối với cái câu hỏi của MC thì tôi thấy rằng là thường thì giá trị bất động sản là luôn luôn tăng khi có đầu tư. Thì ở những khu vực không có hoạt động nào cả mà giá tự nhiên nhảy. Tôi đang đơn cử một số huyện ở Hà Nội tại vào thời điểm này, hiện nay đang rất yên bình, không có hoạt động đầu tư, không có quy hoạch phát triển, chỉ có một vài tin đồn, nhưng giá đang nhảy múa. Chính xác là giá đang nhảy múa, tăng lên vài 30% so với năm 23, đúng không ạ? Thì rõ ràng như vậy là nó bất thường, và như vậy nó tạo ra cái hệ lụy là làm cho những người có nhu cầu thực muốn mua sẽ là ngày càng xa vời với cái việc mà nhu cầu, tiếp cận cái nhu cầu của họ, đúng không ạ? Còn đối với thị trường, đối với xã hội thì bỗng nhiên có nguy cơ trở thành một cái thị trường ảo, một cái thị trường bong bóng, và nguy cơ đổ vỡ và nguy cơ thiệt hại cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mà chân chính nhưng do yếu, thiếu kinh nghiệm thì rất dễ bị sa vào. Thì đấy là những cái hệ lụy, và những cái hệ lụy đó sẽ tạo ra cái thiệt hại cho các nhà đầu tư, làm mất niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng, và đặc biệt là nó kìm hãm cái sự phát triển của những cái khu vực đó sau những cái cuộc khủng hoảng ấy là cực kỳ khó khăn. Bởi vì các dự án nếu khi mà vào đầu tư thực sự trong này thì họ sẽ lại phải đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề, như là phải trả giá đền bù cao hơn, phải vất vả hơn, cho bởi vì lúc đó là mọi người người ta đều nghi ngờ các cái tính đầu tư thật hay đầu tư không thật, và do vậy là các cái sự hợp tác của người dân nó cũng sẽ là kém đi. Vâng, có thể nói là mới đây một số đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản đã đưa ra một số nghiên cứu về báo cáo quý 1 của năm 2024, và những nghiên cứu này cho thấy giá bán chung cư tại Hà Nội đã tăng lên mức rất cao, khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà rất hoang mang, và các chuyên gia thì nhận định là có hiện tượng thổi giá, làm giá đầu cơ, tạo nên những cơn sốt ảo để trục lợi. Trân trọng cảm ơn những chia sẻ ở phần đầu chương trình của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, trong một cảnh nền kinh tế vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, mới có dấu hiệu phục hồi, thu nhập, việc làm của người dân chưa ổn định, nhưng giá nhà đất lại tăng mạnh là sự bất thường, dấu hiệu của bong bóng bất động sản. Giá bất động sản tăng cao bất thường trong thời gian gần đây không chỉ diễn ra ở phân khúc đất nền mà còn lan sang cả thị trường nhà chung cư. Các chuyên gia nhận định, sóng bất động sản với mức giá ảo này chủ yếu được tạo nên bởi giới đầu tư và môi giới bất động sản. Hiện có 3 luật mới liên quan đến thị trường bất động sản đã được Quốc hội thông qua, đó là luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Riêng luật đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực sớm từ tháng 7 năm nay, với kỳ vọng làm minh bạch thị trường, tránh rủi ro, đặc biệt là chống đầu cơ. Tuy nhiên, cần nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn việc thực thi nên có độ trễ nhất định trước khi luật đi vào cuộc sống. Do đó, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp tạm thời để tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, siết chặt nạn cò đất.
Theo các chuyên gia, nếu thị trường bất động sản sốt giá thì việc đánh thuế tài sản đối với bất động sản sẽ là chính sách cần được ưu tiên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước cùng với chính sách phù hợp sẽ ngăn chặn tình trạng đầu cơ làm giá nhà đất. Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn, đặc biệt là tại các dự án, khu chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin về giá bất động sản như hiện nay, người mua nhà nên tỉnh táo tìm hiểu thông tin về lịch sử tăng giá của khu vực để đưa ra nhận định cho riêng mình trước khi quyết định mua nhà. Bởi trên thực tế, nơi tập trung nhiều nhà đầu tư gom hàng, nơi đó thường sẽ bị thổi giá cao hơn nhiều so với các dự án khác. Chúng ta đang chưa có một cái luật quá rõ ràng về việc là chúng ta nghiêm cấm và ngăn chặn các hành vi giống như là thổi giá hay là gọi là cái thuật ngữ gọi là chuyên môn của ngành nghề gọi là lái đấy. Lái đối với các cái sản phẩm với các loại hình bất động sản, chúng ta đang chưa có thực sự là có một cái khái niệm, một cái luật là cụ thể chúng ta định nghĩa lái bất động sản là gì, hoặc thổi giá đầu cơ bất động sản để làm chủ mưu, để làm nhiễu loạn cái thị trường để trục lợi, trong luật chúng ta chưa quy định một cách rõ ràng. Định nghĩa khái niệm chế tài là chưa có. Nhưng mà rõ ràng ở đây là cái việc mà thổi giá lên gây thiệt hại cho những người đi mua nhà. Xin được tiếp tục chương trình với luật sư Hà Công Tâm. Thưa luật sư, trên thế giới họ đã có những công cụ quản lý thị trường bất động sản như thế nào để tránh hiện tượng thổi giá ảo bất động sản? Thực ra chúng ta nhìn thấy rằng là gì? Ở trên thế giới cũng có rất nhiều các cái quốc gia mà họ đang cũng bị rơi vào cái tình trạng về thổi giá ảo và sốt ảo về thị trường bất động sản như chúng ta thôi. Tuy nhiên ấy, thì hiện nay trên thế giới cũng có những một số quốc gia phát triển. Họ có những cái công cụ, họ có những cái cách làm, họ có những cái cơ chế để kiểm soát cái tình trạng thổi giá. Tôi lấy ví dụ như là một số quốc gia phát triển họ có những cái chính sách pháp luật liên quan đến cái việc là đánh thuế vào các cái bất động sản thứ hai trở đi. Tức là nhiều người nào mà sở hữu nhiều bất động sản thì họ phải đánh thuế nhiều hơn. Hoặc là có những quốc gia họ có những cái quy định là khống chế cái tỷ lệ sở hữu bất động sản trên đầu người. Đó cũng là một cái công cụ. Và có những cái quốc gia họ điều tiết bằng cái công cụ tài chính. Họ hạn chế cái việc là bơm tài chính quá nhiều vào thị trường bất động sản mà hạn chế cái kênh khác. Hoặc có những cái quốc gia họ cũng có những nhiều cái kênh để đầu tư. Nó hấp dẫn hơn, nó an toàn hơn là kênh bất động sản. Do vậy cái dòng tiền họ cũng không nhảy vào quá nhiều bất động sản mà họ nhảy vào cái kênh đầu tư khác hiệu quả hơn, an toàn hơn. Và nó cũng là một trong những cái lý do để dẫn đến là không ồ ạt nhảy vào bất động sản tạo ra những cái cơn sốt ảo. Hoặc là có những cái quốc gia tôi cho rằng họ làm rất tiến bộ và rất chặt chẽ ở cái chỗ là hình sự hóa các quy định liên quan đến việc công bố các thông tin về bất động sản, bao gồm cả đối tượng điều chỉnh là các nhà môi giới, các cá nhân môi giới bất động sản. Và tôi nghĩ rằng là Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước mà đang phát triển, đang có nhiều cái tiềm năng và dư địa để mà phát triển không chỉ cái bất động sản mà còn rất nhiều ngành nghề khác nữa. Và chúng ta cũng nên tiếp thu, chúng ta cũng nên có những cái nghiên cứu, những cái học hỏi, và từ đó để xây dựng ra các cơ chế chính sách pháp luật cũng như là các cái công cụ kiểm soát. Nó không chỉ là cái công cụ về mặt kỹ thuật mà nó còn là công cụ về chính sách, nó còn là công cụ về pháp luật, tạo ra các hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, đủ để kiểm soát, để làm sao bình ổn được cái thị trường bất động sản một cách tốt nhất. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, theo ông thì giải pháp nào để hạ nhiệt giá nhà, giá đất đang nhảy múa hiện nay ạ? Cái giải pháp mà có lẽ mạnh nhất mà chúng tôi đã từng đề xuất thì rất tiếc là nó không được thực hiện trong cái quy định pháp luật lần này, đó là mọi giao dịch bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo những cái quy định. Thì cái đó rất tiếc là pháp luật lần này họ chỉ khuyến khích qua sàn mà không bắt buộc phải qua sàn. Và với thực trạng hiện nay thì chúng tôi cho rằng cái đầu tiên là nguyên nhân chính thị trường thiếu nguồn cung, thì làm cách nào chính quyền các địa phương, đặc biệt là đối với Hà Nội, cần phải đẩy nhanh việc quan tâm xem xét tháo gỡ những cái vấn đề thủ tục để đẩy vào thị trường, nhất là những dự án có nhu cầu phù hợp với xã hội, nhu cầu phù hợp với đối tượng chính sách.
như nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ và những cái phù hợp nhu cầu khác được giải quyết đi trước, đưa vào thị trường một lượng cung đủ lớn, đúng không ạ? Thì ngay lập tức nó giảm cái áp lực của nhu cầu. Cái thứ hai là chính quyền cũng yêu cầu các dự án công khai minh bạch mọi cái thông tin, đúng không ạ? Hàng hóa, sản phẩm, giá bán, chế độ dịch vụ vân vân, tất cả mọi cái phải được công khai. Và bản thân chính quyền trên nền tảng cổng thông tin của mình cũng công bố các dự án đủ điều kiện, các dự án đảm bảo tham gia thị trường, các nguồn cung và thông số về giá trị thị trường. Nữa là kiểm soát các cái hoạt động về kinh doanh dịch vụ môi giới trên thị trường. Cái này nhà nước cũng có công cụ rồi, cả luật cũ luật mới đều có những cái cải tiến rất phù hợp để họ kiểm tra, yêu cầu các cơ sở bán hàng, các cơ sở môi giới, các cơ sở dịch vụ phải đăng ký hoạt động, đúng không ạ? Đăng ký hoạt động, đăng ký nộp thuế, và để cho nhà nước kiểm soát, tức là tăng cái công cụ quản lý nhà nước vào thị trường mạnh hơn, kiểm soát tốt hơn, và đặc biệt là cung cấp thông tin rõ ràng hơn để cho thị trường nó có những cái để mà người ta theo dõi. Thưa luật sư, khi mà sửa đổi luật đất đai thì chúng ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc phải minh bạch thị trường bất động sản. Vậy thì khi luật có hiệu lực thì luật sẽ tác động tác như thế nào tới thị trường bất động sản, cụ thể là với giá nhà, giá đất? Tôi cho rằng là với việc mà Quốc hội đã thông qua cái dự thảo luật đất đai sửa đổi và sẽ có hiệu lực trong tháng 7 tới đấy, nó sẽ có tác động hai chiều ở giai đoạn trước mắt và giai đoạn lâu dài. Ở giai đoạn trước mắt thì tôi cho rằng nó sẽ tác động đến cái câu chuyện là giá bất động sản có thể vẫn tiếp tục tăng do một số các cái dự án họ phải đội lên các chi phí đầu tư đầu vào đấy. Do cái việc đền bù giải phóng mặt bằng đấy, tái định cư đấy, rồi là thuế đất, nó sẽ cấu thành những cái giá của các nhà đầu tư khi mà họ cho ra những cái sản phẩm dự án thì nó sẽ tăng. Tuy nhiên về lâu dài tôi cho rằng là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và một số luật khác mới đây được thông qua nó sẽ phát huy tác dụng thực sự, nó giúp bình ổn thị trường bất động sản. Tôi lấy ví dụ là cái câu chuyện về giá bất động sản, thị trường bất động sản nó sẽ được kiểm soát hơn. Ở cái chỗ là khi mà luật mới có những cái quy định thông thoáng hơn, có những cái quy định tốt hơn về cái câu chuyện là cấp phép đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, định giá khung giá đất đấy, thế rồi là cái hình thức chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, hay là các cái điều kiện chuyển đổi, nó sẽ giúp cho đa dạng hóa các nguồn hàng, các cái sản phẩm mà đưa vào thị trường. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai tôi cho rằng nó rất tác động rất là tích cực, đó ở cái chỗ là gì, khi mà pháp lý được tháo gỡ thì rất nhiều các dự án đủ điều kiện đưa vào vận hành, đưa vào triển khai, đưa vào khai thác đấy, nó sẽ điều tiết được cái nhu cầu cung cầu của thị trường. Thì khi đó thì cái lượng sản phẩm tung ra thị trường nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người mua. Thế như vậy là kết hợp với các cái quy định khác liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền tệ thì tôi cho rằng là nó sẽ giúp cho thị trường bất động sản, đặc biệt là ở cái câu chuyện về giá, nó sẽ bình ổn hơn, nó sẽ thiết lập một cái mặt bằng giá mới ở cái mức độ phù hợp với nhu cầu và năng lực của người dân cũng như là cái giá trị thực của thị trường bất động sản. Vâng, thưa ông Đính, theo ông thì trước khi luật đất đai có hiệu lực thì cơ quan quản lý nhà nước cần có những công cụ nào để điều tiết thị trường, tránh hiện tượng loạn giá như hiện nay? Đầu tiên chúng ta cần phải đẩy nhanh cái luật đất đai để cho luật có hiệu lực đến tận mùng 1 tháng 1 năm 2025. Cái luật đất đai tôi được biết là rất nhiều những cái điểm quan trọng, mà đặc biệt là những điểm quan trọng thì trong luật có quy định là những điểm này thì chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết, thì đây chính là cái cơ sở để chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường là xây dựng các cái nghị định để ban hành và thông qua với Quốc hội để cho phép là thực thi vào mùng 1 tháng 7 năm 2024 này, thì như vậy sẽ rút ngắn được nửa năm, thì như vậy nó sẽ tốt, đúng không ạ? Và trong đó đặc biệt là những cái vấn đề về xác định khung giá, xác định tính công khai, tính thông tin, tính minh bạch của các cái dự án, đúng không? Phải được công bố một cách đầy đủ tại các cơ quan chính quyền, các cơ quan chính phủ,
Đấy, thì chúng tôi được biết là chính phủ cũng chỉ đạo đi trước cái vấn đề về quy định cho cái cách xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường thì cũng đã được ban hành chạy trước, thì đây chính là một cái tính tích cực của chính phủ, và chúng tôi nghĩ rằng là chính quyền các địa phương cần phải vận dụng các cái quy định này để mà triển khai tháo gỡ ngay cho một loạt các cái dự án bất động sản mà đang bị vướng về vấn đề định giá đất, tính tiền sử dụng đất, nộp tiền nghĩa vụ tài chính đối với đất, và qua đó để cũng xác định được giá trị của đất đai và giá trị của nó trên thị trường. Vâng, thưa luật sư có lời khuyên nào dành cho những người mà có nhu cầu mua nhà dưới lúc báo giá bất động sản hiện nay ạ? Khi chúng ta nói đến cái khái niệm người mua nhà đấy thì chúng ta cần làm rõ, tức là người mua nhà hiện nay có rất nhiều đối tượng: người có thể mua nhà để ở, người mua nhà để đầu tư, người mua nhà để đầu cơ, và người mua nhà thậm chí là để đó không có nhu cầu gì, họ chỉ đơn giản là họ giữ tiền thôi, họ giữ tài sản thôi. Thế thì câu chuyện ở đây là gì? Dù là đối tượng nào thì giữa cái cơn bão giá như vậy thì người mua nhà cũng cần hết sức là cảnh tỉnh đối với các cái chiêu trò, đối với các cái thông tin mà họ nắm được ở trên các cái đối tượng khác nhau, trên các cái nền tảng công nghệ thông tin khác nhau. Tôi cho rằng là người mua nhà thì ở cái giai đoạn bão giá như vậy, như bây giờ và có thể trong thời gian tới nữa đấy, thì họ cần phải trang bị cho mình những cái thông tin, những cái kiến thức, những cái kỹ năng đủ hiểu biết để đánh giá, nhìn nhận đâu là sản phẩm thực, đâu là sản phẩm ảo đấy, để người ta ra cái quyết định thực sự là chính xác. Đấy. Một cái nữa tôi cho rằng là người mua nhà cũng hết sức lưu ý, đó là gì? Họ nên chủ động tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư khi mà họ muốn tiếp cận một cái dự án nào đó để họ mua. Và trong quá trình tư vấn và giải quyết các cái tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất đai, cũng như là các cái tranh chấp về quyền sử dụng đất, thì chúng tôi gặp rất nhiều và giải quyết rất nhiều các cái trường hợp là gì? Nói rằng chúng tôi nghe tư vấn, chúng tôi không được cung cấp các thông tin. Đấy, chúng tôi đến, chúng tôi ký và chỉ dựa vào cái thông tin là rất là mùi mẫn, dựa trên những cái thông tin rất là tốt, thậm chí là không có thực, để họ kích thích cái nhu cầu, cái lòng tham của cái người mua, của cái nhà đầu tư để họ lướt. Chính vì thế nên rất nhiều trường hợp là bị sập bẫy. Tôi cho rằng là bản thân người mua nhà thì cần phải rất là thông thái trong cái câu chuyện là tìm hiểu thông tin, chắt lọc thông tin và chọn mặt để gửi vàng đối với các nhà đầu tư để có cho mình những cái sản phẩm thực sự là như mong muốn và hạn chế tối đa các cái rủi ro. Vâng, có thể nói là thị trường đang có một số nơi có hiện tượng tăng giá vô căn cứ, và Bộ Xây dựng thì đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát các hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn, đặc biệt là tại các dự án, các chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường, đồng thời có những biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá, găm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bất động sản nếu có. Và chúng tôi, những người làm chương trình, thì cũng luôn cảnh báo người mua nhà là cần phải tìm hiểu rất kỹ thông tin, xác minh giá bán tại khu vực định mua bất động sản để tránh không bị nếm cháy đắng với hiện tượng thổi giá của người bán. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia chương trình của hai vị khách mời trong Thương trường và Pháp luật hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong giai đoạn phục hồi nhưng giá nhà đất lại tăng nóng trong thời gian ngắn gần đây là không có cơ sở. Điều này được nhiều chuyên gia nhận định có dấu hiệu tạo thông tin nhiễu loạn từ các nhóm đầu cơ thổi giá ảo nhằm trục lợi. Người mua và các nhà đầu tư bất động sản cần phải tỉnh táo, lựa chọn các sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và pháp lý bảo đảm, tuyệt đối không chạy theo các cơn sốt bất động sản và tâm lý đám đông. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.